có nhiều người mình không hiểu được là cái vitality nó có sâm, nó có đông trùng hạ thảo, nó có cái chiết xuất của trái lựu đó. Thì làm thế nào để có thể mang lại ba cái tính chất như về physical, mentally với sexual đó, thì cái giải thích của Trinh đó, có thể bây giờ nó một số anh em mình phải hiểu được đó là ba cái chất đó nó không có nó không có trị được bệnh. Nhưng mà ba cái chất đó nó làm cái nhiệm vụ mà Trinh vừa mới nói đó, tức là nó chặn lại để mà nó ảnh hưởng tới cái DNA hay là cái gene expression. Thành ra đó, theo Trinh nghĩ đó, thì với cái phương pháp hay là với cái technology mà Nu Skin bây giờ đang có đó, thì trong tương lai đó người ta có thể làm được những gì. Dĩ nhiên đó là mình cũng muốn claim trước đó mấy anh chị, tức là sản phẩm của Nu Skin và Pharmanex nó hoàn toàn không có trị bệnh đó. Thành ra mấy anh chị cũng nên nên hiểu cái điều đó và nói cho nó rõ. Chỉ là giúp ngừa Giúp ngừa ngừa bệnh. tức là sản phẩm của Nu Skin mình không có thất lạc, là mình phải make sure mình nói cho họ hiểu để người ta tưởng là mình không có nói là mình phơi dịch câu chuyện, đúng không? Tức là sản phẩm của Nu Skin là cái đường lối đi, là mình có thể ngăn ngừa một cái chuyện gì xảy ra đó, chứ không phải là nó chữa được một cái bệnh. Bây giờ Còn thí dụ như về cái trường hợp như Mi Thuyết nói là cái đã bị bệnh bao tử rồi mà uống cho nó hết thì sao? thì y Nó vẫn là chang chữa bệnh vậy. Nói thì nãy là em nói đó, rồi. là tại vì á, mỗi một cái message thì khi mà chị uống vô được á, và tại vì cái DNA của chị, cái message, cái khúc út của chị đó carry một cái message, tức là cái gene expression đó là lấy từ trong cái khúc út mà ông già ông viết sách sai, phải không? Ông viết ông nói là turn on cái gene bị đau bột, turn on sản tạo ra một cái protein để làm cho bị đau tử nha. Tức là ông nói vậy, tức là cái cuốn sách nó để gì đó, cuốn sách nó để trong cuốn sách recipe thì để là ô phở, nhưng mà thực ra trong công thức phở để là ô ăn tô phở này sẽ bị đau bao tử đó, cho nên nó cứ tiếp tục đau bao tử thôi, đúng không? Thì cái bài thai thì nó giúp làm sao, là khi mà uống vào á, đi uống vào á, đưa năng lượng này vào, thì ông già này ông minh mẫn trở lại, ông sẽ viết cuốn sách giống như anh chàng hai 20 tuổi, thì ông viết lại, ông mới nói ồ nãy viết lộn, chắc tôi ngủ gục quá, đúng không? Mới viết lại nói là cái tô phở này á ăn vào sẽ không bị đau tử. Thì cái sản phẩm cái tô phở này anh ăn chị, dù có anh chị express thôi, ổng nói là không, hồi nãy ổng nói đau thì làm cho đau, còn giờ ổng nói không đau thì mình sẽ không làm cho đau. Đó là gọi là gene expression, là chỉ carry cái message từ cuốn sách viết xuống sao mình làm y chang vậy, đúng không? Ảnh mua về nấu tô phở đó, mà tô phở nó nói là ăn vô đau tử thì sẽ ăn vô đau tử, đúng không? Là từ cái cuốn sách nói vậy thôi. Rồi giờ cuốn sách ông già ông tỉnh, ông mới ồ nãy tôi ngủ gục, giờ tôi viết lại nha, cuốn sách này à, tô phở tôi ăn vô là không bị bao tử. Thì là y chang, là tại sao ông nói được vậy, là tại vì cái bài tha đi nó vô nó giúp cho ông, tự nhiên ông nãy cũng ngủ gật gật đầu, nó bị ông đầu ông tự nhiên có người gõ đầu cái cốc, ông tỉnh dậy, đúng không? Thì ông tỉnh vậy mới viết lộn, nó tôi viết lộn thì nó là không bị đau tử nữa. Cho nên chị Tuyết chị nói chị uống bài tha đi vô không bị đau tử, tại vì khi mà có cái message này rồi, cái message nó chạy tới bao tử nó là ồ uống không bị đau tử nữa. Đó là cái nguyên nhân là sản phẩm tạo ra được là những cái protein trong thể mình, nhớ cho mình có 120.000 sản phẩm trong cái, mỗi một sản phẩm là mang một nhiệm vụ ha. Mỗi một sản phẩm đây là có một nhiệm vụ, như là một cái message messenger, mỗi một cái messenger của nhiệm vụ là carry một cái message, mà message muốn đi đâu là mình đi đó. Chẳng hạn như cái Enox là carry cái nhiệm vụ của nó là đi tới cái skin để turn off cái elastin, turn off cái collagen fiber, đó, cái nhiệm vụ của nó là đi đó. Cho nên A-Lock mới nói là ai chặn đường nó lại, không cho nó đi tới cái skin để báo cho skin hay. Thì nó chạy tới skin nó là tôi turn off mày nha, tạo cho mình nhăn, đúng không? Thì cái gel nó chặn chặn đường chị lại. Cái nhiệm vụ của chị á, là turn off cái skin của anh Linh, đúng không? Mà em tới em chặn đường chị lại, cho nên chị không cách nào care cái message đó lại được, đúng không? Em chặn đường chị lại mà em nói là turn on, cho anh Jin sẽ anh Jin tiếp tục phản chức những cái mình cần phải sản xuất. Thì y chang như vậy, cái sản phẩm mình tạo được là từ cái gene expression. Anh An là người là chỉ là carry cái mệnh lệnh từ cuốn sách, cuốn sách nói sao ảnh làm y chang vậy, đúng không? Gọi là gene expression, đó là lý do đó. Thì nãy anh Điền hỏi em cái tương lai, cái xu hướng tương lai là như thế nào, thì cũng y chang ba cái chất đó để nói cái nào, CS4, đông trùng hạ thảo, nhân sâm với lại cái thạch lựu, cái chất thạch lựu extract ra được á. Thì cái CS4 này á mà phần đông nhiều người dùng á là nó sẽ chạy vô cái mitochondria của cái muscle nhiều nhất ha.
Còn cái nhân sâm á là do cái nhân sâm á là cho cái brand. Nhân sâm là cho cái brand. Ok. Còn cái thạch lựu á là cho cái heart. Để em nhớ lại đúng không? Sears for là muscle. Nhân sâm là cho cái brand. Rồi cái thạch lựu là cho cái heart, đúng rồi đó. Đó là lý do mà tại sao những người mà nhưng mà cái sexual drive của họ bị yếu là vậy, là tức là tại vì trong cái cơ thể ba cái chất này vô cái mitochondria, không những nó đưa cho nên mitochondria có nhiệm vụ để cho cái hệ thống mình của mình khỏe, mà không những nó trick được. Tại trong đây trong cái đi nhớ cho em cũng quên nói một câu nữa là trong cái mitochondria nó cũng có một cái DNA nha, nó cũng có một cái message nhưng nó khác, cái DNA này nó cũng có một cái gene riêng của nó nữa. Thì cái gene nó kích thích cho nên khi mà chị những người mà uống vào mà thấy tỉnh táo một cái một phần nữa là trong đó có một cái kích thích thích, chẳng hạn như trong cái brand nó báo, tại vì sexual drive là cũng do ảnh hưởng của cái brand mình, đúng không? Cái mentality của mình có vấn đề, đúng không? Cho nên mình cái sexual drive của mình cũng bị slow down. Thì trong cái nhân sâm nó có một cái chất đó nữa để nó không những nó làm phát vừa cung cấp năng lượng cho cái DNA của mình mà cũng vừa báo cho cái mitochondria, cái DNA trong cái mitochondria mình sản xuất để tạo ra mình có một cái nền sản khoái lạc khác. Thì cũng giống như cái thạch lựu trong tim, thạch lựu có chất ở trong trong thạch lựu có một chất nó sẽ shut down cái enzyme gọi là LDL. Cái này là cái LDL là làm cho mình bị khác á, cái động mạch tĩnh mạch bị căng bị block á, không? Thì trong cái thạch lựu nó có một cái chất sẽ shut down cái này luôn, ok? Nó sẽ shut down chất này. Cho nên khi uống vào mọi người cảm thấy cho nên ở đôi lúc của những người mà bị sắp sửa đi giải phẫu này nọ, người ta nói là khoan hả, uống chất vitamin này nọ là tại vì nó làm loãng lại cái máu của mình đó, cho nên không cần phải dùng liền, là lấy đầu lý do là có một cái lý do đó là CS4 là vô cái muscle, ok? Cho nên khi uống mà nó mỏi mệt mà sao hết mà bị gao cũng hết là lý do là trong đây có một cái chất nó kích thích, nó giúp không những nó giúp cho cái hệ thống thành cái tế bào trung ương của mình, tức là cái hạt nhân của mình, mà nó còn giúp cho trong đây có carry cái message nữa, thì cái message đó giúp cho cái muscle mình khỏe là của cái CS4. Còn thạch lựu là vô tim thì như anh nói, còn cái nhân sâm á là vô cái brain. Cho nên Alzheimer cũng là một triệu chứng ha, tức là khi người về già bị mất trí nhớ này nọ, trên cái về thai nó giúp rất là nhiều, công dụng của nó rất là biệt, tức là em thấy là ngoài cái sự tưởng tượng mà mình có thể tưởng tượng được đó, là một trong những công cụ. Thì còn tương lai của nó, tương lai của cái A-Lock Technology, thêm đó là khi mà họ tìm được cách để có thể shut down, có thể tàn cho cái power giống như cái máy mình, mà có thể họ có thể tìm được cách này, thì họ có thể tìm được cái chuyện mà chữa cho xương không bị mục, hay là tìm cho chữa cho cái ung thư phổi, hay là có thể làm cho tóc trắng mà trở thành tóc xanh trở lại, hay là như em nói nãy cái insulin level mình không có, khi mà mình bị không có sự screen nổi cái insulin level ra thì sẽ bị tiểu đường thai thù. Thì những cái technology này họ làm được chuyện này thì những chuyện khác quá dễ dàng để làm được, không có gì khó hết, đúng không? Đó là cái xu hướng mà của New Skin nó sẽ đi là như vậy, tức là nó tìm bên trong của mình, đó là tất cả đều từ cái recipe cuốn sách thôi. Một cuốn sách mà viết sai là sẽ sai đủ chuyện, mà nếu cuốn sách này viết đúng thì tất cả đều đúng, đúng không? Cho nên sẽ tìm được trong đây có 52, tức là trong 52 cái recipe của mình á thì có 100 sẽ tạo ra được 120.000 sản phẩm, đúng không? Mà trong đây trong 120.000 sản phẩm này á có 160 sản phẩm á là carry một cái tín hiệu tới cái da ha, rồi trong đó có 52.000 sản phẩm á là đưa tín hiệu tới cái mitochondria. Vậy thì còn lấy đi 120.000 trừ 160 trừ cho 52 còn bao nhiêu đây nữa? Còn rất là nhiều sản phẩm trong đó, mà mỗi một sản phẩm sẽ có một công cụ khác cho những tế bào trong con người của mình. Cho nên cứ trừ tiếp đi, sẽ tìm sẽ thấy có nhiều nguyên nhân là tại sao tương lai New Skin sẽ có những sản phẩm khác, là lý do là dân gian nói là y chang, đại khái là nó nguyên cái này, nó hệ thống này của nó chằng chịt, nhìn nó rất phức tạp nhưng mà nó nói chuyện với nhau hết nha, nó talk to each other.